Ra ra đây là bạo khí đan. Mặc dù có thể nâng cao thực lực chiến đấu lên 3 phần, nhưng nếu dùng nó một khắc sau sẽ đoạt kinh mệnh, trở thành phế nhân. Phế hắn. Vâng. Tiểu súc sinh Diệp Minh, hắn dám hại ta dùng bạo khí đan, ta phải xé xác hắn. Không ngờ tên tiểu tử Diệp Minh lại mạnh tới mức này. Hàm Ngọc, không thể nào, hắn không thể lợi hại như vậy. Hơn nữa, cho dù hắn lợi hại đi chăng nữa, Diệp gia cũng chỉ có thiên tài mất tích Diệp Tử Thánh mới xứng với con. Tên phế vật này hắn không xứng. Hàm Ngọc, tiểu tử này tư chất của hắn sợ là không hề kém Diệp Tử Thánh con. Ngu ngốc, buồn nôn, hắn chắc chắn là không thể bằng Diệp Tử Thánh. Ngô Hàm Ngọc, ta không thể nhìn nhầm được, hắn tuyệt đối là phế vật. Chỉ dựa vào hắn cũng đòi gia nhập Xích Dương môn, làm mơ, ta tuyệt đối không để hắn đắc ý. Vòng thứ hai bắt đầu. Hoàng sư huynh, người nói tên Diệp Minh tư chất bất phàm. Đúng thế, Diệp gia thật là may mắn có một thiên tài ưu tú như vậy. Hai vị sư huynh, tiểu muội Ngô Hàm Ngọc có lẽ. Thì ra là sư muội, sao muội lại tới Diệp gia? Ngô gia và Diệp gia có chút quan hệ, lên tới đây xem. Sư muội, ta thấy muội thỉnh thoảng lên nhìn tên tiểu tử đó, lẽ nào muội biết hắn? Hắn tên là Diệp Minh, phụ thân là Diệp Tử Huy, không bằng cầm thú, năm đó giết hại hoàng trưởng thiếu gia ở Phong Diệp Thành, kết quả bị người trong tộc xử tội chết. Cha thế nào thì con thế ấy. Tên Diệp Minh này cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Hắn dám đánh trọng thương người trong gia tộc, đúng là ác độc. Cái gì? Phụ thân của hắn giết người của hoàng gia? Sư huynh, lẽ nào huynh là người của hoàng gia ở Phong Diệp Thành? Ta đến từ hoàng gia tổ địa. Hoàng gia Phong Diệp Thành chính là một chi quan trọng trong tổ địa hoàng gia. Phụ thân của tên tiểu tử này dám đắc tội hoàng gia ta, ta quyết không tha cho hắn. Sư huynh quả nhiên là người đại nghĩa, tiểu muội kính phục. Muội gia nhập đại môn phái tương lai tốt đẹp. Muốn gia nhập đại môn phái tương lai tốt đẹp ư? Ta xem ngươi làm thế nào để gia nhập Xích Dương môn. Trận tỉ thí thứ hai bắt đầu. Diệp Chấn Nam, Diệp Minh Nhân Đài. Giác. Mạnh quá, đây là sức mạnh của bạo khí đan. Trấn Anh Ca, khí tức này áp chế hơn bình thường. Quy quy, khí tức này chỉ cần một quyền có thể đánh người vỡ đầu. Tiểu phế vật Diệp Minh, chịu chết đi. Ủa, tên ngốc này dám uống bạo khí đan. Diệp gia thật là kỳ lạ. Tên Diệp Minh tư chất rất tốt, tương lai chắc chắn là tấn thăng thành đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử tinh anh, rất có khả năng. Nhưng Diệp gia lại để hắn ra, ha ha, thật không biết nói gì. Đệ tử tinh anh, đệ tử ngoại môn của Xích Dương môn có tới hàng vạn người, nhưng đệ tử nội môn chỉ có 100 người, thậm chí đệ tử tinh anh thì càng ít. Ngay cả trưởng lão còn phải khách khí với đệ tử tinh anh. Đó là cao tầng nhất của môn phái. Diệp Minh thật sự là có thể có tiềm lực trở thành đệ tử tinh anh. Ta nhìn người rất chuẩn, có điều cái này không quan trọng. Dám đắc tội với người của hoàng gia, thiên tài này cũng sớm muộn gì cũng phải diệt. Hắn từng có hôn ước từ nhỏ với ta, không ngờ hắn có tiềm lực trở thành đệ tử tinh anh. Ta lấy đâu ra tư cách để giễu cợt hắn? Ta có phải đã sai rồi không? Hai Hàm Ngọc đi tìm đồng môn sư huynh, chắc là suối bảy bọn họ đối phó với Diệp Minh. Tử Huy mặc dù từng kết bái huynh đệ với ta, nhưng sau khi hắn chết, ta lại không chăm sóc con trai của hắn. Để mặc hắn bị Diệp gia ức hiếp. Chẳng trách hắn lại hận ta. Cũng được, biết hắn ngay từ lúc còn chưa trưởng thành, có lẽ sẽ có lợi ích cho hai nhà Ngô Diệp. Tiểu súc sinh Diệp Minh,
Nửa năm trước. Đại đại của ta. Lẽ nào ngươi chưa nghe nói thiên tài đều đoán mệnh hay sao? Diệp Trấn Anh, ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Nguyên nhân hả? Xẹt. Cả đời này ngươi cũng đừng hòng biết. Đại đại, ngươi còn nhớ lúc đó với huynh dùng chiêu thức gì để đánh phế ngươi không? Cả đời này ta đều không quên. Trấn Anh ca ca, phế tên tiểu súc sinh, cha hắn ác độc, hắn cũng không phải là loại tốt đẹp gì, đánh chết hắn. Quỷ phủ khai sơn. Xoẹt. Huynh, người người đâu? Diệp Trấn Anh, ngươi chỉ có bản lĩnh này như vậy ư? Ta phế ngươi một lần thì có thể phế ngươi lần thứ hai. Hay. Chết đi. Quỷ phủ nơi sơn trạm. Xe. Đi chết đi cho ta, chết đi. Đi chết đi. Xem ra tấn công dũng mãnh cũng không có tác dụng. Trấn Anh sắp kiệt sức mất rồi. Trấn Anh xong rồi. Không ngờ tên tiểu tử này lại mạnh như vậy. Nếu như hắn biết được chuyện năm đó báo thù, lúc đó ta phải làm sao? Tả sư đệ, ngươi nhìn thấy động tác né tránh của Diệp Minh, hình như là một loại bộ pháp rất là đặc biệt, tốc độ cực nhanh, ảo diệu vô cùng. Đúng thế, bộ pháp của hắn không hề đơn giản, vượt xa lưu tinh bộ của Xích Sư Môn chúng ta. Có điều, lưu tinh bộ là bát phẩm võ công, đã nào hắn tinh triển là thất phẩm võ công. Trên người hắn có bí mật, lát nữa chú ý đừng giết hắn, để hắn sống. Chúng ta hỏi rõ ràng rồi xử lý cũng chưa muộn. Tên phế vật Diệp Minh tránh nhanh nhẹ. Mẹ kiếp lại tránh nữa. Đồ hèn nhát. Có giỏi ngươi đánh chân canh. Chấn anh ca đi. Chết tiệt, sao hắn cứ trốn tránh? Hắn sợ hãi vậy sao, đồ phế vật? Trốn tránh mãi thì có bản lĩnh gì? Xoẹt. Có giỏi thì ngươi đỡ chiêu này của lão tử đi. Dâm. Đỡ chiêu của ngươi thì sao? Không phải chứ. Hắn có thể, thực sự có thể. Sao lại như vậy? Ngươi. Ngươi nợ ta. Không, đừng mà, đừng mà. Trả cho ta. Phụt. Vù. Dâm. Trấn Anh. Trấn Anh, con sao rồi? Diệp Minh, tiểu súc sinh, sao con lại thua hắn? Sao lại thua hắn? Kinh mạch của con, kinh mạch của con bị phế rồi. Con không cam tâm. Quả nhiên, ngươi dùng bạo khí đan, bây giờ chắc chắn là kinh mạch đã bị phế rồi.
hai người cuối cùng cũng thành ra hại mình đáng đời. Tiểu súc sinh, ngươi ra tay độc ác như vậy. Ta độc ác? Năm đó ngươi hại chết cha mẹ ta, có độc ác hay không? Diệp Tử Nguyên, gần đây ngươi có nằm mơ thấy cha ta Diệp Tử Huy hay không? Cái gì? Diệp Tử Huy là do Diệp Tử Nguyên hại chết? Chuyện này là sao? Tiểu súc sinh ngươi, nói là hồ đồ gì vậy? Diệp Tử Huy to gan bằng trời, dám đánh chết Hoàng Trương thiếu gia ở Thanh Lâu, vì thế mới bị hoàng gia đuổi giết. Sao lại thành chúng ta hại chết? Người đánh chết Hoàng Dương là ngươi phải không? Người đánh chết Hoàng Trương, sợ hoàng gia báo thù, vì thế cùng với lão súc sinh Diệp Vạn Thắng hại chết phụ thân của ta, sau đó hủy hoại thi thể. Ta nói những điều này có đúng hay không? Thì ra hắn biết tất cả. Sứ giả còn đang ở đây, không thể để hắn nói linh tinh được. Thú vị lắm. Tiểu súc sinh, ngươi ngậm máu phun người, không coi trưởng bối ra gì. Vù. Diệp gia không thể giữ ngươi lại được. Huynh. Hôm nay ngươi được học sống sót mà rời khỏi đây. Tiểu súc sinh, chuẩn bị chịu chết đi. Sứ giả đại nhân, hai vị xích sứ giả, các ngươi định khoanh tay đứng nhìn Diệp lão quỷ hành hung ư? Ta nghe nói xích dương môn là chấp sự pháp đường, nếu các ngươi xử sự không công minh, cái tên Diệp Minh này rất có gan, dám uy hiếp ta. Diệp gia chủ xin hãy dừng tay, tỷ thí không thể dừng giữa trường được, các tuyển thủ lên đài thì tiếp tục tỷ thí. Sứ giả đại nhân, tại hạ hiểu rồi, ai dám đánh với ta? Chấn anh có tài năng thiên phú vượt bậc, vậy mà cũng bị hắn dùng một quyền đánh gục, thế này còn ai dám đánh cơ chứ? Hơn nữa hắn còn tránh được trưởng toàn lực của tộc trưởng. Nếu như ta lên đó, có phải là tự tìm đường chết hay không? Xin hỏi xích dương sứ giả, bây giờ ta có tư cách trở thành đệ tử ngoại môn của xích dương môn hay không? Ha ha, đương nhiên rồi. Diệp sư đệ, tư chất của ngươi rất tốt, thường được xuất chúng, tương lai nhất định là sẽ trở thành đệ tử ngoại môn. Đây là tín vật của đệ tử ngoại môn. Trong vòng 1 tháng tới, xích dương môn báo danh. Không tồi, thẻ bài này có vẻ nặng. Hàng Long gia tộc phải cống làm hàng vạn tài nguyên, đổi lại tư cách đệ tử ngoại môn, lại rơi vào tay của Diệp Minh, đáng ghét. Cho ai không được, vì sao lại là hắn? Xong rồi, Diệp Minh một phát lên trời rồi, sau này hắn báo thù chúng ta thì sao? Diệp lão quỷ, không phải lão nói ta đừng hòng giờ đi hay sao? Bây giờ ta muốn đi, không biết lão có định tiễn ta một đoạn hay không? Diệp Minh, tộc trưởng nhẫn nhịn đi, sứ giả còn đang ở đây. Ha ha, nếu ngươi không muốn tiễn, vậy ta đi trước đây. Sư huynh, vừa rồi huynh ra tay không sai, ta đã hạ âm thực kình trong cơ thể của hắn, không lâu nữa hắn sẽ đoạt liệt kinh mạch, trở thành phế nhân. Tới lúc đó chúng ta ra tay ép hắn phải nói bí mật của hắn. Phòng tham nghị. Phụ thân, Trấn Anh nó phế rồi, đáng đời.
Dùng mạo khí đan cũng không giải quyết được tên tiểu phế vật. Đại ca, chuyện đã tới nước này, chúng ta phải làm hai việc. Ngươi nói xem. Thứ nhất, tìm Diệp Minh không thể để hắn sống sót. Thứ hai, sách đầu của Diệp Minh tới hoàng gia ở Phong Diệp Thành, nói là con trai Diệp Tử Huy muốn báo thù, chúng ta giúp bọn họ giải quyết. Như thế thì hoàng gia không những là không nghi ngờ, biết đâu lại thưởng cho chúng ta. Được, lập tức phái người tìm ra tung tích của Diệp Minh. Phụ thân, ta đã sớm phái người đi theo Diệp Minh. Vừa rồi nhận được tin tức, đứa súc sinh này đang chạy vào trong rừng. Hắn lại vào trong rừng làm gì? Diệp Minh chắc chắn là đoán được chúng ta sẽ truy sát hắn, vì thế trốn vào trong rừng. Có điều không sao, chỉ cần dẫn theo mấy con chó săn, tìm theo mùi của hắn, sớm muộn cũng sẽ tìm ra hắn. Được, không thể chậm trễ, sắp xếp người tinh nhuệ lập tức đi tìm hắn, bất cứ giá nào nhất định là phải đánh chết hắn. Vâng. Tiểu tử hắn trốn ở đâu rồi? Với nhãn lực của chúng ta, chỉ cần trong vòng 10 dặm chắc chắn là phát hiện. Bây giờ đã tìm nửa ngày trời rồi vẫn không thấy bóng dáng của hắn. Âm thực kình có lẽ đã phát tác, hắn đã đoạn liệt kinh mạch, sống không bằng chết. Chắc là trốn ở đâu rồi, chúng ta tìm kỹ xem. Đợi đã, nhìn đằng kia. Mọi người lấy hết tinh thần lục soát kỹ càng. Người nào bắt được Diệp Minh, trọng thưởng ngàn vạn. Xem ra người của Diệp gia cũng đang tìm hắn. Chúng ta đi theo, có chó săn tên tiểu tử đó không thoát được đâu. Được. Có tình hình. Hình như đằng kia có một sơn động. Chắc chắn là tiểu phế vật Diệp Minh trốn ở trong đó. Phượt. Cửa động bị một hòn đá chặn lại rồi. Chó săn lại kêu lớn như vậy, chắc chắn là hắn ở trong này. Huynh, chúng ta xông lên. Đây nè, người đâu? Đây là áo khoác của tên Diệp Minh. Khốn kiếp, chúng ta bị lừa rồi. Âm thực kình đã phát tác, hắn không chạy được xa đâu. Lục tung ngọn núi này nên cũng phải tìm được cho hắn một nơi nào đó ở Diệp gia. Cái này là gì vậy? Hại ta đau đớn quá. Đây là một loại nguyên khí rất là âm hiểm, lực sát thương mạnh hơn nguyên khí mấy lần, có thể giết người vô hình, âm tàn độc ác. Cái tên sứ giả đó lén hạ độc vào cơ thể của chủ nhân. Quả nhiên là hắn, nhưng ta và hắn không thù không oán, sao hắn lại hại ta? Lúc ở trên lôi đài, ta nhìn thấy Vô Hàm Ngọc và tên sứ giả đó nói gì đó, lẽ là cô ta giở trò. Nhưng vì sao cô ta lại hại ta? Thôi mặc kệ, tạm thời không suy nghĩ tới chuyện này. Bây giờ Diệp gia phái toàn bộ người đi tìm ta, chắc chắn là đã bị dặn dỗ tới sơn động rồi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ ra chúng ta lại ẩn thân ở ngay trong trạch đệ của gia tộc. Bây giờ là cơ hội tốt để báo thù cho cha mẹ.